mời quý khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tây Hồ Formosa vào ngày 17 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Chuyển các tinh cầu trong vũ trụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16. Đa số những người tu những pháp môn khác đến tu học với tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng tôi. Có người bị rất nhiều chướng ngại vì họ vẫn còn cố chấp vào pháp môn khác. Có một người lúc đầu mới thọ pháp, không thấy thể nghiệm, nhưng ngày nào cũng thành tâm kiên trì cầu xin sư phụ bên trong giúp đỡ. Trước khi ngồi thiền, lúc nào cũng thành tâm thành ý cầu khẩn sư phụ bên trong. Rất tinh tấn tu hành, cho nên chỉ trong 2 tuần lễ đã tiến bộ rất mau. Trong lúc nhập định, họ thể nghiệm được ánh sáng rực rỡ, không thể tưởng tượng nổi. Chói sáng đến nỗi không có danh từ nào có thể diễn tả được. Người này thấy thân mình trong suốt như lưu ly, thân thể gần như không còn hiện hữu nữa. Họ đã đến cảnh giới cực sáng, trong trạng thái nhập định thoải mái tột cùng. Đột nhiên người này nhớ đến lời dặn dò của vị thầy của họ lúc trước là nếu nhập định sẽ bị nhập ma gì đó nên sinh ra hoảng sợ. Thấy được loại ánh sáng cực sáng, vậy mà còn sợ bị nhập ma. Ma làm sao có thứ ánh sáng đó? Sao lại khờ dại đến thế? Thình lình bị thứ chướng ngại đó bao che lại. Bấy giờ họ phải xuất định, vì tự mình bắt ép nên cảm thấy rất nhức đầu. Sau đó, người này lo sợ không muốn nhập định nữa, cũng không dám tu hành, cũng không dám cầu xin sư phụ giúp đỡ, vì sợ rằng nhập định rồi, đẳng cấp sẽ bị rớt xuống. Bắt đầu từ đó về sau, người này không còn một chút thể nghiệm nào nữa, sinh ra hối hận than trách, cảm thấy hối hận vì trước kia nhập định thấy thật khỏe khoắn, bây giờ không có gì cả. Người này cho rằng chắc có lẽ thứ nhập định đó không phải là thứ nhập ma. Bây giờ mới thật sự bị nhập ma, vì nhập ma nên cảm thấy đau khổ. Vì vậy, người này bèn viết thư hỏi tôi về trường hợp đó và tường thuật hết mọi sự việc như trên. Hỏi tôi bây giờ họ tọa thiền cũng không có thể nghiệm, nên phải làm sao? Người khờ dại như vậy tôi cũng đành chịu, đã được sức gia trì mà chưa thỏa mãn. Lẽ dĩ nhiên câu trả lời là nếu không muốn nhìn ánh sáng Phật thì xuống địa ngục xem cảnh giới đen tối. Nếu không tin tưởng tôi thì nên trở về học với vị thầy trước kia, có phải dễ dàng không? Nếu không muốn nhìn thấy ánh sáng thì nhìn sự đen tối. Ở địa ngục chỉ là cảnh giới tối đen thăm thẳm, chỉ có lên cảnh giới cao đẳng mới có thể thấy được ánh sáng. Khỏi cần phải hỏi han và khỏi cần phải sợ gì. Tôi không bắt buộc quý vị tu học với tôi. Nếu không tin pháp môn này thì nên về học lại với thầy cũ. Không thể tu hành bên này nhưng lại nghĩ đến những lời của thầy cũ nói bên kia. Họ chỉ có nói thôi chứ không ấn chứng cho mình điều gì cả. Khi tôi cho thấy thể nghiệm lại hoảng sợ, nghĩ rằng không biết có phải đúng hay không. Lúc trước hoàn toàn không có thể nghiệm điều gì nên không có lòng hoài nghi. Bây giờ theo học với tôi vừa mới được một chút trí huệ liền có sự đối kháng. Bởi vì quý vị nhận thức được ra những gì đúng hay sai. Còn xưa kia hoàn toàn mù mờ, không biết gì hết nên không có vấn đề. Đó là lý do vì sao rất nhiều người muốn tu hành nhưng đạo tâm không đủ kiên cố. Đến nửa đường đã bị kéo trở lại. Vì vậy đời đời kiếp kiếp Phật và Minh Sư mới khó gặp. Nếu không, người tu hành nhiều vô số kể như vậy, nhưng tại sao lại có rất ít Minh Sư? Quý vị thấy chuyện thế tục cũng giống như vậy. Như có nhiều người học âm nhạc, nhưng chỉ học được vài lần rồi chán, không học nữa. Vì thế sau này họ không thể trở thành nhạc sĩ, phải thế không?
hoặc quý vị thích học vũ, tập nhảy đôi ba lần rồi tự cảm thấy không có năng khiếu, không có lòng nhẫn nại nên bỏ cuộc, hoặc làm việc gì đó một lúc không có sự nhiệt tâm rồi cũng bỏ luôn, vì vậy kết cuộc không thể thành công. Lắm lúc quý vị thấy có nhiều người đến gặp tôi hoặc đến nghe thuyết pháp, nhưng không phải ai cũng có đức tin mạnh mẽ, không nhất định như vậy. Họ có rất nhiều điều hoài nghi. Vì sao vậy? Vì đời đời kiếp kiếp, chúng ta sống chung chạ với ma, rất ít có cơ hội gần gũi được với Phật, cho nên sự ảnh hưởng của ma sâu dày hơn, hiểu không? Giống như lúc còn nhỏ, cha mẹ cho mình ăn thứ gì thì mình đã quen thứ đó. Sau này chúng ta khôn lớn lên, đi đến đâu cũng kiếm thứ đó để ăn. Như người tàu di cư đến đâu cũng có phố tàu, chỉ buôn bán những thức ăn và vật dụng dành riêng cho người tàu. Họ viết bằng thứ tiếng tàu phổ thông, đọc báo tiếng tàu, nói tiếng Hoa ngữ. Vì vậy, có nhiều người tàu ở Hoa Kỳ trên 10 năm nhưng không biết nói tiếng Anh. Ở Âu Lạc cũng có phố tàu, chúng tôi gọi là chợ lớn, có nghĩa là một khu chợ thật sầm uất làm ăn buôn bán. Hình như người tàu đi đến đâu bao giờ cũng chuyên nghiệp về nghề buôn bán. Thương mại hình như là lối sống độc nhất của họ. Trong khu chợ lớn có rất nhiều người tàu, đồ dùng toàn là của người họ chế tạo, chỉ giao thiệp dịch vụ bằng tiếng tàu. Nhiều người tàu ở Âu Lạc mấy chục năm nhưng không nói được một câu tiếng Âu Lạc. Tôi rất lấy làm kinh ngạc, nhưng đây là sự thật. Bởi vì lúc nhỏ, họ đã được huấn luyện trong hoàn cảnh như thế, hiểu không? Họ sống quen thuộc như vậy đã nhiều chục năm rồi. Sống như vậy, người tu hành rất khó nghe lời dạy bảo của minh sư, cũng chỉ vì bị ma chướng tiêm nhiễm đã quá lâu. Quan niệm về ảo tưởng của ma quá nặng nề, cho nên nghe chân lý không lọt vào tai. Dù cho tự bản thân của nhiều người có thể nghiệm và thấy các đồng tu khác có nhiều thể nghiệm đi nữa, nhưng có lúc tâm của họ cũng bị lung lay. Nếu không thì thành Phật quá dễ dàng, có hiểu ý tôi không? Đã gặp được pháp môn thì đã gần thành Phật rồi, nhưng vì sao lại không thể thành Phật ngay liền? Đó là vì chúng ta chưa thể tẩy uế hết ngay những thứ ấn tượng ma chướng đó. Không thể rửa nhanh hết được, vì vậy phải dùng nước cam lồ để rửa cho sạch. Nếu không dùng pháp môn quán âm, thì chúng ta không thể nào phá vỡ được bộ máy thâu âm ở bên trong, vì mỗi ngày nó cứ tiếp tục thâu vào. Chúng ta phải dùng làn sóng điện khác để phá hệ thống phát thanh của nó. Chúng ta phải dùng sức chấn động quán âm mới có thể quấy nhiễu được máy phát thanh của ma. Nếu không, sẽ khó rửa sạch hoàn toàn được. Cho nên, lúc mới ngồi quán âm, chúng ta khó có thể ngồi yên tĩnh được. Cảm thấy tạp niệm rất nhiều, không biết từ đâu đến. Lúc ban đầu, chúng ta không thấy có gì. Đến khi tọa thiền, thì tự nhiên tạp niệm dồn dập tới thật nhiều, phải không? Nhưng ngồi trong một khoảng thời gian thì tạp niệm sẽ biến mất, đúng vậy không? Chỉ cần nhẫn nại ngồi tiếp thì một chút sau sẽ quên mất lúc nãy chúng ta đã nghĩ ngợi những gì, bị tham sân si và dục vọng quấy rối ra sao. Cho nên, tọa thiền càng nhiều thì càng được nhiều kết quả. Vì vậy, chúng ta cần phải nên nhẫn nại và tinh tấn hơn. Ngày xưa, có một vị hòa thượng tên là Long Khố, tu hành rất cao và đạt được quả vị nhất tâm bất loạn. Ông có thần thông quảng đại, từ trên núi có thể bay đến nhiều nơi và bay rất nhanh. Một ngày kia, mẹ của nhà vua qua đời, nhà vua mời rất nhiều người đến siêu độ cho người mẹ. Có nhiều người đến nhưng không siêu độ được, bởi thế triều đình mới ra thông báo, dán khắp nơi mời những cao tăng đến. Vị hòa thượng này cũng đến. Tuy ông tu hành cao như vậy nhưng vẫn còn đi siêu độ, không biết vì nguyên do gì. Có lẽ vì có duyên với Hoàng Thái Hậu. Trước khi siêu độ,
Nhà vua muốn thử công lực của mọi người, vì ai cũng muốn làm việc này, nhưng thấy họ đa số ham thích ăn uống, chứ không thật sự biết siêu độ. Vì vậy, lần này nhà vua cẩn thận hơn, muốn thử xem trong đám người đến siêu độ này, ai là người thật sự có thần thông, có lực lượng. Nhà vua bèn cho chôn một bộ kinh kim cang ở trước cửa và mời các pháp sư vào. Ai cũng vào hết, duy chỉ có vị hòa thượng Long Khố là không vào. Ông chỉ quỳ ở trước cửa mà thôi. Nhà vua hỏi lý do tại sao. Vị hòa thượng này trả lời rằng ở dưới đất có bộ kinh kim cang nên không dám bước qua. Lúc đó nhà vua mới tin ông một chút và đuổi hết những pháp sư khác về, chỉ giữ một mình ông ở lại. Sau đó, nhà vua hỏi ông cần những lễ vật gì cho việc siêu độ. Ông trả lời không cần gì cả, chỉ cần đặt một lư hương, một nhánh hoa hoặc một trái cây gì đó tượng trưng thôi. Nhà vua rất hoài nghi hỏi lại rằng chẳng lẽ có bấy nhiêu đó thôi sao? Ông xác nhận chỉ cần như vậy. Nhà vua với cặp mắt ngờ vực và khinh thường nhìn ông từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu, thấy y phục của vị hòa thượng rách dưới, đầu tóc lại bù xù như lâu ngày không tắm gội, nên nghi rằng vị pháp sư này không được bình thường. Có lẽ vì tình cờ biết được có bộ kinh kim cang ở trước cửa mà thôi, chứ không có lực lượng gì. Nhà vua tuy ngờ vực lắm, nhưng vì đã đuổi hết những vị pháp sư khác đi rồi, bây giờ chỉ còn lại vị này thôi. Nếu đuổi đi nữa, thì lại phải chiêu rước những pháp sư khác vào và tuyển chọn lần nữa, thì mất thể diện quá. Trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nhà vua không biết phải quyết định ra sao. Nhà vua cứ hỏi mãi về lễ vật và vị pháp sư lại trả lời là chỉ cần có bấy nhiêu thôi và khuyên vua nên tin lời ông. Nhà vua miễn cưỡng trao cho ông một ít hoa quả và một ít nhang. Vị hòa thượng xin một cái gối ngồi và sau đó ông ngồi trên bàn không nhúc nhích. Khi nhang tàn thì ông xuất định và nói rằng đã siêu độ xong, chúc mừng Hoàng Thái Hậu siêu sanh. Trong lòng nhà vua không tin và nghĩ rằng mình bị gạt. Vừa có ý nghĩ thoáng qua thì Hoàng Thái Hậu đã xuất hiện lờ mờ, nói rằng bà đã được siêu sanh và khuyên nhà vua chớ nên vô lễ với vị cao tăng này. Khi ấy, nhà vua mới giật mình, biết rằng vị pháp sư này có lực lượng rất cao cường và lật đật bái lại xuống để tỏ lòng cảm kích. Sau đó, nhà vua hỏi vị này cần gì để đền đáp công ơn. Ông nói không muốn gì cả và chỉ xin cái quần nhà vua đang mặc thôi. Chắc có lẽ ông không muốn điều gì, nhưng trong khi đó nhà vua cứ nài ép, nên ông đòi cái quần của vua. Vì thế sau này nhà vua phong cho vị này là Bồ Tát Long Khố. Từ chuyện này chúng ta có thể học được những gì? Ý nói là người tu hành càng cao thì họ càng đơn giản. Đa số người ta tu pháp môn khác rất phức tạp, khi cử hành pháp hội cũng rất phức tạp. Họ thờ cúng nhiều vị thần, nhiều vị Bồ Tát, bái lạy hết tất cả vì sợ lại vị này mà không lại vị kia thì bị họ ganh ghét. Tôi đã nói rồi, làm ăn loại này không khá, đa số đều bị lỗ vốn, bởi thế có rất ít người làm việc này, hiểu không? Vì đây là thứ chân thật cho nên rất khó làm ăn. Người ta làm ăn buôn bán giả tạo dễ kiếm tiền hơn, còn làm ăn thứ thật rất khó kiếm. Ở cảnh giới cao đẳng, nghi thức của họ cũng rất đơn giản. Thí dụ mình được vinh hạnh lên cảnh giới cao đẳng dạo xem, như lên thủy tinh, mộc tinh, thổ tinh, vân vân. Chúng ta lựa một trong những hành tinh đó lên thăm viếng. Khi lên đó sẽ gặp một người đến rước chúng ta. Họ sẽ dẫn mình đi xem nhiều trung tâm, nhiều thành phố và thôn làng của họ. Một mặt khác, họ sẽ giới thiệu nơi nào phát minh ra công cụ, nơi nào có những dụng cụ khoa học tân tiến mà người địa cầu chưa từng thấy qua.
công dụng của những công cụ đó ra sao, có thể phát ra ánh sáng loại gì, có thể thu thập được bao nhiêu ánh sáng để chữa bệnh, cứu sự khổ đau của ai trong lúc họ đau khổ cầu nguyện, hoặc có thứ công cụ có thể phóng ra thứ ánh sáng cực sáng để cứu những người có nhiều nghiệp chướng. Người được cho lên xem thuộc về loại người rất đạo đức, không phải thứ phàm phu, nhưng cũng không phải được mời lên một cách huyên náo. Dù được mời lên, nhưng cũng không thể gặp được nhiều người, và cũng không phải trung tâm nào cũng có thể đến được. Vì sức chấn động của chúng ta còn thô thiển, chưa có thể hòa hợp với sức chấn động ở nơi đó. Có những nơi có sức chấn động vi tế hơn, chúng ta không sao vào đó được. Hễ bước vào là cảm thấy rất đau khổ, hiểu không? Có nơi cường độ của sức chấn động nhẹ hơn, người phàm phu mới lên có thể hòa hợp được. Tuy chúng ta được lên đó, nhưng không thể nói chuyện với mọi người và cũng không thể thấy được hết các chúng sanh, chỉ có thể thấy được những người có liên quan đến chúng ta hoặc những người hướng dẫn chúng ta đi viếng thăm mà thôi. Tuy vậy, khi gặp chúng ta, họ cũng phải gia trì cho chúng ta một chút, sau đó chúng ta mới có thể hòa hợp với làn sóng điện ở cảnh giới trên. Nếu không, chúng ta sẽ không chịu nổi, và khi trở về, thần kinh sẽ bị rối loạn, thân thể sẽ bị quấy nhiễu. Như có lúc, chúng ta cũng không thể vào địa ngục để xem, vì sau khi vào đó rồi, thì chúng ta bị tiêu tan mất, mắt sẽ bị mù. Cảnh giới càng cao đẳng, càng giản dị. Trên cảnh giới cao, họ tiếp rước người không theo phương cách huyên náo ồn ào, hoặc trưng bày đầy những hoa quả ở hai bên và đốt pháo náo nhiệt lên, vân vân. Không có như vậy, họ tiếp rước một cách rất nhu hòa, rất thanh đạm, rất đơn giản, không bày biện hoa quả màu sắc xanh tươi như chúng ta làm ở đây để an ủi lục căn ngũ trần, để khuyến dụ chúng ta ở lại, hiểu không? Họ không trưng bày gì cả, đó là phương thức của người đến tiếp rước chúng ta. Giả sử chấn động lực của chúng ta trong sạch một chút thì có thể lên đó xem, nhưng chúng ta không thể nói chuyện với những chúng sanh ở trên đó, chưa có thể làm được ngay liền, cần phải trải qua một thời gian lâu lắm và cũng phải đợi một khoảng thời gian dài chúng ta mới có thể mỗi ngày ở chung với họ, rồi phải trải qua một thời gian rất lâu nữa để chúng ta có thể lãnh đạo, giáo dục họ. Và chúng ta sẽ trở thành vị thầy, thành thiên nhân đạo sư. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể dạy người, chứ không thể dạy thiên nhân. Vì hiện giờ đẳng cấp của họ cao đẳng hơn chúng ta. Làm sao chúng ta có thể lên đó giáo huấn họ được? Cho nên phải học tập với họ trước, và thụ huấn ở trên đó, rồi sau này mới có thể dạy người. Giả sử bây giờ chúng ta lên đó, biết được Chúa Giêsu Kitô, Lão Tử, Khổng Tử, vân vân, các ngài trên đó vĩ đại như thế nào, thì chúng ta sẽ càng tôn trọng, sẽ càng khiêm tốn, càng tôn sùng các ngài. Nhưng hiện nay chúng ta không biết được các ngài thật sự vĩ đại như thế nào, vì lúc đến thế giới ta bà này, các ngài như đầy tớ vậy, các ngài hết lòng phụng sự nhân loại. Nhưng rất ít ai coi trọng. Đa số người ta chỉ phỉ báng công kích mà thôi, hiểu không? Các ngài chỉ độ được bao nhiêu người cho toàn cả thế giới, quý vị đều biết cả. Đợi khi các ngài vãng sanh rồi mới la hoảng lên, nhưng đâu còn ích dụng gì nữa. Vì người ta chỉ khoác lác bằng miệng lưỡi thôi, chứ trong lòng không thật sự biết các ngài vĩ đại như thế nào. Trong tâm thức họ còn nghi ngờ, lúc các ngài tại thế, họ không hoàn toàn tin tưởng, huống chi khi các ngài đã nhập Niết Bàn rồi, hiểu không? Vì không đích thân thể nghiệm được thần thông của các ngài, không chính mắt thấy tai nghe các ngài nói, mà chỉ nghe qua tai của ngàn vạn ức người, cho nên chúng ta không tin các ngài nhiều lắm. Giả sử bây giờ chúng ta đã thọ pháp, có thể lên đó gặp được các ngài, thấy các ngài trên đó vĩ đại,
và được tôn kính như thế nào, thì chúng ta mới thật sự hiểu được các ngài lúc còn tại thế. Trái đất chúng ta rất được vinh hạnh, vì trên đó rất văn minh và người công dân rất tân tiến. Vậy mà họ vẫn tôn kính sùng bái các ngài, huống chi chúng ta là người ở trên trái đất bần thỉu này. Chúng ta rất may mắn có thể nhìn thấy được bước chân của các ngài, có hiểu ý tôi không? Rất vinh hạnh lắm mới có thể sống cùng với các ngài, được hít thở cùng một thứ không khí, cùng một không gian, nói cùng một thứ ngôn ngữ và biết được danh hiệu của các ngài. Vì Phật Bồ Tát đến thế giới ta bà này biến thành loại người thấp kém, không khác gì nô lệ. Các ngài là chúng sanh cao đẳng nhất, nhưng khi đến đây thì biến thành tệ thấp nhất. Ai cũng có thể phỉ báng hoặc hoài nghi, ai cũng có thể chà đạp hoặc hãm hại các ngài, hiểu ý tôi không? Ở thế giới này, mạng sống của các ngài như chỉ mảnh treo chuông, đừng nói chi đến danh dự và địa vị quang vinh. Cho nên tôi thường nói, quý vị tin tôn giáo nào cũng tốt hết, nhưng hãy tu pháp môn Quán Âm trước, để có thể lên đó gặp các ngài, thì chúng ta sẽ càng tin tưởng nhiều hơn, càng tôn kính các ngài hơn, và lúc đó mới thật sự là cầu nguyện. Khi đó niệm Phật A-di-đà, niệm đến Chúa Giê-xu Ki-tô, thì chúng ta mới thật sự biết được sự cao cả của các ngài, mới thật sự niệm một cách khiêm tốn. Giả sử bây giờ chúng ta lên đó gặp được vị minh sư quá khứ như Lão Tử. Thời xưa, khi ngài đến thế giới ta bà này, không có bao nhiêu người tin ngài, và ngày nay cũng vậy. Cũng có người tin và cũng có người phỉ báng. Nhưng khi chúng ta lên cảnh giới cao đẳng, chúng ta mới thấy ngài rất vĩ đại. Không phải lúc nào ngài cũng chỉ đứng ở nơi đẳng cấp vĩ đại đó. Ngài có thể còn vĩ đại hơn như vậy nữa. Thí dụ, ngày xưa ngài đến đây dạy công dân rốt nát ở địa cầu này, nhưng không dạy được bao nhiêu người. Khi sứ mệnh của ngài đã hoàn tất rồi, thì ngài lên trời và nhờ đã hoàn thành sứ mệnh nơi địa cầu này, đẳng cấp của ngài tăng cao thêm. Quý vị đừng tưởng rằng lúc ở đây ngài cao nhất, lên đó cũng cao nhất. Nhưng lên đó, ngài còn cao hơn nữa. Kỳ lạ như vậy đó. Vì khi đã cao rồi, thì sẽ cao mãi mãi. Nó là vô thượng. Nếu có một nơi để ngừng lại, thì không thể gọi là vô thượng. Vô thượng có nghĩa là không có một cái gì cao hơn nữa. Vì vậy, không thể ngưng ở một nơi nào. Có hiểu ý tôi không? Nó vĩnh viễn phải nâng cao mãi không ngừng, cho nên chúng ta vĩnh viễn có thể nâng cao quả vị của chúng ta. Chúng ta nói rằng Thượng Đế tối cao, nhưng vì Ngài là tối cao, cho nên Ngài không có cao, hiểu không? Ngài là tối cao mà cũng là thấp nhất, cho nên Ngài vĩnh viễn có thể tăng cao, hiểu không? Ngài không thể ngừng lại ở chỗ nào, vì ngừng lại là sẽ thối nát, có hiểu ý tôi không? Lão Tử không được những người nơi đây kính trọng, cũng không có bao nhiêu người hiểu được giáo lý của Ngài. Họ chỉ thích giáo lý của Ngài mà thôi, vì Ngài viết rất đẹp. Nhưng rất ít người biết được ý nghĩa thẩm thâm vi diệu thật sự của nó. Càng có rất ít người đạt được giáo lý sâu sắc của Ngài. Bây giờ Ngài ngự ở trên trời. Thí dụ, Ngài đang dạy một tinh cầu khác văn minh và có những khoa học gia cao đẳng hơn của thế giới chúng ta. Khi dạy được một thời gian, thì dường như đẳng cấp của Ngài càng nâng cao và lực lượng cũng càng tăng trưởng. Rồi một hành tinh khác văn minh cao đẳng hơn lại mời Ngài đến chỉ dạy. Hoặc lúc đầu, Ngài là giáo chủ của một tinh cầu, bây giờ thành giáo chủ của 8 tinh cầu. Dĩ nhiên, địa vị của Ngài càng cao. Ngài biến thành đẳng cấp của cảnh giới thứ 8, chứ không còn ở đẳng cấp thứ nhất, thứ hai nữa. Thí dụ, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có Phật A-di-đà làm giáo chủ. Rất có thể có một ngày, Ngài được tôn sùng lên làm giáo chủ của Đông Phương và Tây Phương.
hoặc làm giáo chủ của bốn phương, có hiểu ý tôi không? Nếu như có tình trạng như vậy, nghi thức của họ sẽ như thế nào? Quý vị có thể tưởng tượng được không? Nghe nói như thế này. Thí dụ ở trên đó có 8 tinh cầu mời một vị giáo chủ làm thầy. Họ sẽ lựa ra một tinh cầu có đẳng cấp cao nhất làm địa điểm tiếp rước. Các tinh cầu này đồng nhất thể, liên hợp với nhau và các công dân của 8 tinh cầu này hợp lại với nhau tại trung tâm tinh cầu này. Ở đó có một ngôi chùa rất đồ sộ, nhưng quý vị không thể nào tưởng tượng nổi ngôi chùa đó hình dáng ra sao. Nó như không có vách, không có nắp, nhưng không phải là không có. Nó có, nhưng có thể nhìn xuyên qua được. Có lẽ nó được tạo dựng bằng ánh sáng, cho nên rất tuyệt đẹp và trong suốt. Có thể nhìn xuyên qua như không có không gian vậy. Vì nó quá rộng lớn, nếu có thể đem so sánh, nó lớn bằng cả mấy thành phố nhập lại vậy. Nhưng chúng ta cũng có thể từ bên này nhìn thấy tận bên kia. Nó lớn đến cỡ như vậy, nhưng cũng nhỏ như vậy, chứ không phải nó lớn quá mà chúng ta không thể nhìn thấu được hết. Không phải như vậy. Nó có nhiều cánh cửa. Thí dụ có 8 tinh cầu thì có 8 cánh cửa, và người của mỗi tinh cầu tự tiện bước vào theo cửa dành riêng cho họ, và lối đi này tụ lại với nhau. Ở chính giữa có một khán đài để trống sáng chói như lưu ly. Nhìn thấy như có cái gì đó, nhưng đó chỉ là ánh sáng mà thôi. Nó là một khán đài cao ngất. Người của những tinh cầu âm thầm bước vào, không nói năng một lời nào. Tất cả mọi người đi vào trong đón tiếp vị đại giáo chủ. Cảnh trí đó rất ngoạn mục mê hồn và mọi người rất sáng lạn, xinh đẹp. Khi vào đó, họ phóng ra ánh sáng chiếu vào trung tâm khán đài. Lát sau, ánh sáng đó tụ lại thành một khối rất lớn như khối lửa, rất to lớn. Rồi âm nhạc phát ra từ khối ánh sáng đó, tương tự như âm nhạc của pháp môn Quán Âm mà chúng ta nghe, nhưng có thứ cao đẳng hơn. Mọi người lắng nghe âm nhạc đó, nó rất thanh thoát và rất nhu hòa. Có lúc âm nhạc đó ngân lên rất lớn, lớn đến nỗi có thể phá vỡ màng nhĩ của người phàm phu, nhưng đó chỉ là cảm giác như vậy thôi, chứ không phải là thế. Khi âm nhạc trồi lên đến độ cao đẳng nhất, thì khối ánh sáng như lửa đó ở ngay trung tâm khán đài xuất hiện như có thân thể và biến thành hình dáng con người. Nhưng không phải là hình dáng con người, vì y phục của họ đều là thứ ánh sáng trong vắt. Có hình dáng người nhưng không phải thế, thấy tựa tựa như có đầu và tứ chi, nhưng đều là ánh sáng và rất trong. Từ hình dáng ấy phát ra âm nhạc và ánh sáng trong một lúc, có thể thấy tựa như chắp tay để chào mọi người nữa, hiểu không? Và tất cả những người đến tham dự ra dấu tay tỏ ý tôn kính, hoan nghênh và quy y với vị giáo chủ mới ấy. Đó có nghĩa là từ hôm nay mọi người đều trung thành và nhất tâm với Ngài. Từ hôm đó, vị giáo chủ đó có địa vị tối cao. Họ chỉ hoan nghênh vị Phật như thế, và sau đó khối ánh sáng tan dần, âm nhạc cũng lắng dịu xuống lần, rồi mọi người ra về không có hoa quả, kẻn trống mõ, rình rang gì cả. Nghi thức đưa đón rất đơn giản, cảnh thức thuyết pháp trên đó cũng giống như vậy. Cho nên chúng ta tu càng cao sẽ càng đơn giản. Những cảnh tôi kể đó không phải là cảnh giới cao đẳng nhất, hiểu không? Vị giáo chủ đó chỉ đại diện ở nơi đó để giáo dục những chúng sanh cao đẳng nơi đó mà thôi, chứ không có nghĩa là tinh cầu đó cao đẳng nhất, không phải như vậy. Các chúng sanh ở đó vẫn tiếp tục phải học hỏi, chỉ có vị Phật đến đó dạy mà thôi, hiểu ý tôi không? Như lúc Phật Thích Ca Mâu Ni đến đây dạy chúng ta vậy, và cứ tiếp tục dạy lên,
càng lúc càng dạy những chúng sanh cao đẳng hơn. Nơi đây chúng ta càng phỉ báng Ngài. Khi lên đó, Ngài càng có địa vị cao cả hơn. Đúng vậy. Vì thế, Phật Bồ Tát không bao giờ sợ phỉ báng. Chỉ sợ con người đến đòi hỏi những gì không xứng đáng. Sợ con người đòi hỏi các ngài phải lãng phí lực lượng để chữa một cái mụn trên mặt họ. Các ngài sợ người ta đến không phải vì vô thượng đạo, mà đến vì muốn được chữa bệnh, đến vì thần thông nhỏ nhoi, đến vì tiền bạc. Vì vậy các ngài ẩn trốn, giả dạng thành kẻ ăn mày, người nghèo khổ, người khờ dại, câm điếc, người già cả, hoặc những người rất hung ác, hoặc người rất kiêu ngạo, không tiếp xúc với người ngoài, để cho những ai không xứng đáng sẽ bỏ đi. Hiểu ý tôi không? Như tôi từng nói về hoa hồng, có rất nhiều gai, để không cho người nào cũng có thể ngắt hái được, hiểu không? Kẻ nào không thấy quý giá thì không thể đụng đến nó. Ý nói là không thể tùy tiện đụng đến nó. Bởi thế, chúng ta đừng nhìn bề ngoài mà tu hành. Đương nhiên tu với tôi quá đơn giản, không có tượng Phật, không có hoa quả, có khi chỉ vì quý vị đem đến nên mới trưng bày ra mà thôi. Nơi tôi ở chỉ có bánh kẹo, vì quý vị đến cho nên chúng ta cùng nhau chia hưởng, coi như làm kỷ niệm và sau đó mọi người tự tiện ra về. Nơi tôi cư ngụ không có chùa chiền, chỉ xây cất sơ sài để che mưa che gió, không có gì nguy nga đồ sộ, vì đây không phải là vương quốc của tôi. Vương quốc của chúng ta ở trên kia rất huy hoàng, chúng ta không lưu luyến những thứ rác rưởi ở đây. Vì vậy, tình trạng như thế nào chúng ta cũng chấp nhận để tiếp tục sống qua ngày. Lúc ban đầu, tôi chưa muốn xây cất gì cả. Sau này thấy quý vị phải chịu nắng mưa, bão gió, có người bị cảm bệnh. Vì vậy, tôi mới hoạch định xây cất theo kiểu giáp nối. Nó vừa rẻ tiền, lại vừa đơn giản. Chỉ giao cho người ta làm có mấy ngày là hoàn tất. Họ đến đo kích thước trước, rồi đặt làm. Sau đó, chỉ đến giáp có mấy ngày là hoàn thành. Không cần quý vị phải ra tay. Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tây Hồ Formosa vào ngày 17 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Chuyển các tinh cầu trong vũ trụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.